Vào thế kỷ 19, việc mặc những chiếc váy phồng là cách để chứng minh sự quyền quý, giàu có của tầng lớp thượng lưu. Sau thời gian chỉnh sửa, chiếc váy được thay thế hoàn toàn phần lồng váy bằng thép mảnh, chu vi dao động từ 1 đến 4,5 mét. Tuy thể hiện được sự yêu kiều cũng như danh giá của người mặc váy, nhưng thiết kế công canh cũng mang lại bất tiện cho người sử dụng. Khi được thống kê, đã có ít nhất hơn 40.000 người thiệt mạng vì mẫu váy tử thân này. Dù ở thời nào, Phương nào thì thời trang vẫn phần nào thể hiện cho đẳng cấp vai vế của con người. Cũng như các tiểu thư khuê các ở phương Đông phải bó chân từ nhỏ để sở hữu gót sen nhỏ nhắn đến mức biến dạng, người thuộc tầng lớp quý tộc ở phương Tây lại cực kỳ ưa chuộng những chiếc váy phồng cầu kỳ. Váy phồng hay còn gọi là crinoline là một loại váy khá đặc biệt và cầu kỳ cả trong thiết kế lẫn cách mặc. Chúng có kích cỡ lớn, bên trong gồm phần khung váy và phần váy bên ngoài. Cái tên crinoline từ tiếng Pháp Green, có nghĩa là lụa hoặc tơ cứng, là một loại váy phòng được làm từ vải như lụa, satin hoặc gen và được giữ phòng bằng cách sử dụng khung xương thép. Trong thế kỷ 19, một mẫu váy đã trở thành biểu tượng của thời đại và vẻ đẹp của phụ nữ châu Âu. Lúc đầu, người ta sử dụng lông ngựa để làm phần khung, sau đó thay thế bằng vải cotton và cuối cùng là những chiếc lồng váy được mặc bên trong để tạo độ phòng cho trang phục. Form váy cũng dần được cố định hơn tạo nên những chiếc váy phòng nổi tiếng của những thập niên thế kỷ 18, 19. Chính nhờ phần nhìn quá hoàn hảo, những chiếc váy phòng có khung thép nhanh chóng trở nên phổ biến vào thế kỷ 19, được ưa chuộng rộng rãi từ tầng lớp thượng lưu đến bình dân trong xã hội. Bất cứ người phụ nữ nào cũng đều phải có chiếc váy này trong tủ quần áo của mình. Trong các tác phẩm hội họa thi văn, chiếc váy phòng cũng xuất hiện rất nhiều và trở thành một biểu tượng của người phụ nữ phương Tây. Tuy nhiên, cũng chính vì chiếc khung cồng cành bên trong mà phụ nữ khi mặc váy phải di chuyển và ngồi xuống phải hết sức cẩn trọng. Nếu không cẩn thận, quần trong có thể bị lộ ra nếu chủ nhân làm vòng khung váy bật lên khi ngồi xuống. Độ phồng quá mức của chiếc váy cũng khiến nhiều người phải chật vận khi bước qua bậc cửa. Nhưng chính chủ nhân của những chiếc váy này lại thừa nhận họ cảm thấy khá thoải mái khi mặc chúng vì sự mát mẻ, thậm chí họ còn có thể cất giữ vài món lặt vặt bên trong lớp váy áo cầu kỳ kia nhưng mối nguy hiểm tiềm tàng của chiếc váy này không nằm ở chỗ gây bất tiện cho người mặc. Trên thực tế, chúng còn mang lại hiểm họa kinh khủng hơn nhiều. Hầu hết những chiếc váy này đều được làm từ những vật liệu dễ bắt lửa và cháy rất nhanh. Và con số những người đã bị thiêu rụi vì chúng đã lên tới 3.000 người. Vào năm 1858, tại Boston, một người phụ nữ đã bỏ mạng khi đứng quá gần bếp lửa trong khi mặc váy phòng. Chiếc váy đã bị bén lửa và chỉ vài phút ngắn ngủi đã biến thành ngọn lửa lớn thiêu dụi cô gái hoàn toàn. Trường hợp tương tự cũng xảy đến với cô hầu gái 14 tuổi Margaret Davy vào tháng 2 năm 1963 khi cô này đang làm bếp. Chỉ tính riêng tại Anh Quốc, con số những người chết cháy vì váy phòng đã lên tới 19 người trong vòng 2 tháng. Nhiều người phụ nữ chứng kiến cảnh chiếc váy bắt lửa cũng không dám liều mình vào cứu vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tại Philadelphia, tai nạn cũng đã xảy ra với chín vũ công múa ba lê khi một người chẳng may bị cây nến đổ xuống váy tại nhà hát Continental. Thiếu nữ 16 tuổi Emma Mason cũng đã chịu chung số phận khi một cục than chẳng may lăn ra khỏi bếp và rơi trúng váy của cô vào năm 1898. Năm 1864, tờ New York Times đưa ra bản báo cáo với con số thống kê gây choáng rằng có khoảng 40.000 phụ nữ khắp thế giới thiệt mạng liên quan tới những chiếc váy phòng chết cháy không là tai nạn thảm khốc duy nhất mà chiếc váy này đem lại. Vào năm 1898, sau khi nữ công nhân tên Anne Rawlinson đã thiệt mạng sau khi chiếc váy bị cuốn vào máy tẩy vải, ban lãnh đạo công ty may mặc Cotto đã cấm hầu hết nhân công nữ không được mặc váy phòng trong lúc làm việc. Chính vì sự nguy hiểm tiềm tàng kể trên, loại váy này nhanh chóng trở nên lỗi mốt và chính thức tuyệt chủ. Ngày nay, mẫu váy đã trở thành một hình tượng thời trang, chứ không còn được sử dụng rộng rãi. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy phong cách này ở một vài thiết kế váy cưới, tuy nhiên số thiết kế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong thời đại ngày nay, chắc chẳng còn mấy ai sử dụng váy xòe để sử dụng trong đời sống hàng ngày. Và thiết kế ấy ngày càng lùi sâu vào lịch sử, hoặc chỉ tìm thấy ở những bộ váy cưới cầu kỳ. Xong, dù chế chóc, thiết kế váy xòe vẫn mang tính thời đại và vẫn tạo ra nguồn cảm hứng vô tận cho những nhà thiết kế hiện đại.